TV xin chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Cực Bắc TV. Ngày hôm nay Cực Bắc TV đang có mặt ở trong xã Cán Chu Phìn của huyện Mèo Vạc. Cực Bắc TV chút nữa sẽ đi với lại em Ngọc Minh vào trong thôn Mèng Cua để trao cho gia đình em Nô. Đấy, 5 anh em mồ côi ở với mẹ, mẹ là cô chợ ấy nhờ em nhỉ? Vâng, cô chợ. Đấy thì là chút nữa sẽ vào trong đó trao quà của gia đình bạn Phước ở thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền là 1 triệu. Đấy, 1 triệu thì là Cực Bắc TV có mua bánh kẹo này, dầu ăn rồi là gạo. Đấy, cũng như là các loại gia vị như là mì chính muối mắm cho gia đình nhà em Nô. Thì là số tiền là 1 triệu thì là còn thừa 500. Đấy, 500 thì là chút nữa sẽ vào trao cho gia đình em là số tiền tiền mặt 500. Vâng. Đấy, đứng ở đây đang ngắm cảnh thì tiện thể là Cực Bắc TV cũng trao món quà của anh Thiên Lộc đến anh Thiên Lộc, chị Thiên Phước đến cho em Ngọc Minh luôn. Vâng. Đấy, đây là anh sẽ gửi em này. Đấy nhá, thì là anh Thiên Lộc, chị Thiên Phước có gửi số tiền 4 triệu đến em. Vâng. Thì là có 1 triệu đây, em cầm trước này. Đó, 1 triệu này là để em chi phí đi lại xăng xe. Vâng. Đấy, còn đây là 3 triệu, em đếm nhé, là đây anh đếm nhá. Đấy. 1 triệu. 2 triệu. Đấy, 3 triệu. Vâng. Cái số tiền 3 triệu này thì là anh Thiên Lộc, chị Thiên Phước gửi đến em để em có một cái quỹ. Vâng. Đấy, giúp cho bà con ở trên vùng cao mình nhá. Vâng. Đấy thì là 3 triệu này thì là nhưng em không nhất thiết là phải giúp hoàn toàn cho ai số tiền 3 triệu. Đấy, em gặp hoàn cảnh nào đáng thương, đấy, hoàn cảnh nào khó khăn thì em có thể trích ra để em giúp người ta một phần, đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Đấy, thì còn bây giờ thì là anh em mình sẽ đi vào trong Mèng Cua, vào chỗ nhà Nô. Trước khi đi thì em muốn gửi lời gì đến cho anh Thiên Lộc, chị Thiên Phước không? Vâng. Bữa nay thì anh Thiên Lộc cũng có gửi cho em anh là 1 triệu tiền xăm xe đi lại và 3 triệu để mà em anh đi để rú cho bà cô. Nhưng hoặc cảnh nào mà họ đám thua lại thì em anh sẽ mua đồ A các kiệm cho những gia đình đó. Thì đây thì em anh cũng có một lời gửi cả ơn tới anh Thiên Lộc. Anh Thiên Lộc ở bên Mỹ à? Đúng rồi, anh Thiên Lộc, chị Thiên Phước. Vâng. Đấy, anh Thiên Lộc nhé. Và chị Thiên Phước. Vâng. Đấy, anh Thiên Lộc với lại chị Thiên Phước là hai anh em. Vâng, vâng. Đấy. Rồi là cả tới anh Thiên Lộc và chị Thiên Phước nhá. Đó, cũng đã ủng hộ số tiền cho em anh là 1 triệu để tiền sắp xe đi lại và 3 triệu cho em anh đi quay bên dưa đấy, hoặc cảnh nào khó khăn thì em anh sẽ mua những đồ ăn cho. Thì em anh cũng rất là cảm ơn tới chị Thiên Lộc và anh Thiên Phước nhá. Đó. Rồi, đấy thì bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đi vào trong trong nhà em Nô nhỉ? Vâng, bây giờ thì em bắt đầu tiếp tục. Dạ đi. Từ hôm lên đây lại về rồi. Ây à, cái đoạn đường này cũng nguy hiểm đấy nhờ. Những cái cua nó vắt vẻo này. Đấy, bên dưới này là cái thung lũng này là thôn gì đấy? Thôn Tiểu Trí rồi em. À. Gia đình nhà em Nô này ở đoạn nào? Nằm ở tí ở nó bên kia. Nó bên kia à? Chưa, lần đầu tiên đấy. Anh hẹn với em bao nhiêu lần không là Covid rồi sức khỏe nó yếu ấy. Nên là đến hôm nay anh mới vào được đây. Cua téo. Ông nào mà say rượu là qua đoạn cua này nhiều khi là xe đi thẳng rồi ạ. Người có làm sao không? Không sao đâu nhỉ. Đấy. Đường này mà rơi xuống dưới này thì người không sao, quá là may mắn.
đường này vào đường Đế Chi à? Đế Chi là chỗ Tuyên Hà Giang làm ấy nhỉ? Từ đây đi ra sông Nho Quế có gần không? Nho Quế là ở chỗ này luôn. Ở trước mặt đây à? Vâng, đây là bên kia. Đó, hôm nay thì Cực Bắc TV với lại em Ngọc Minh, kênh YouTube là Ngọc Minh Channel đúng không? Đấy, thì sẽ mang quà của mẹ bạn Phước. Bạn Phước thì là một cái người mà cũng rất hay đồng hành với lại Cực Bắc TV. Đó, và cái người mà mua cái xe phục hồi chức năng cho bé Trơ để bé ấy có thể tập và bước đi được những cái bước đi bằng hai cái bàn chân ở trong thôn Má Tìa, thì đó chính là cũng chính là nhờ sự hỗ trợ của bạn Phước nhé mọi người nhé. Qua cái sự hỗ trợ của gia đình nhà bạn Phước thì Cực Bắc TV có mua một chút đấy, gia vị cũng như là cái đồ thiết yếu. Ngọc Minh cầm cho anh. Vâng. Đó. Một chút bánh kẹo đây này. Đấy, em cầm anh này nhé, để anh vác bao gạo cho. Đấy, ôi này. Em này bị đau mắt à? Ôi, Ngọc Minh ơi. Đã. Bé này bị đau mắt này. Thì là em hỏi xem là con của nhà ai? Con của em. Con của em à? Thế em đưa cháu đi khám chưa? Mà chưa. Ờ, thế em phải đưa đi khám chứ, mắt như này này. Hỏng mắt đấy. Ôi giời. Thế em bận cái việc gì mà em không đưa con đi khám? Em còn chưa biết là nó tỉnh đâu như thế đâu mà còn kia bị thuốc đâu rồi nó không có đường. Em phải đưa cháu đi viện luôn đi. Hỏng mắt đấy, sau này là hỏng một bên mắt là nó tội lắm. Mít chai, Ngọc Minh ơi, ở trong kia có túi bánh, em lấy cho anh một túi nào. Em lấy cái bánh chó này nhỏ thì lấy cái bánh ở bên dưới, bánh hộp ấy. Ừ đấy, lấy một hộp bánh lấy cho anh. Thế con chàng trai này đi làm về à? Đâu xem nào, trong điệu có gì nào, đây cho chú xem ạ. Sợ chạy rồi. Cháu được mấy tuổi rồi em? Cháu 2 tuổi rồi anh ạ. Được 2 tuổi à? Mắt sưng lên rồi này, ôi. Có mủ rồi này. Đưa đây. Anh xin. Rồi. Nó sao? Sao xinh à? Chào anh nhá. Ừ, chào anh nhưng mà chào anh nhá. Chào anh nhưng mà em xem em phải cho con đi khám đi. Vâng. Từ đây ra ngoài xá Cán Chu Phìn nó rơi vào khoảng 7 cây nhỉ em nhỉ? Tầm 7 cây. Khoảng 7 cây. Em cày xong nương này đi khám đi, thì đi cùng anh đi. Hả em ơi? Dạ. Em tên gì? Em tên Linh. Linh à? Thế Linh ơi, xong cày xong cái nương em đưa con đi khám đi. Ừ, tội quá này. Em bé gái này. Đây là bé trai nhỉ? Dạ. Bé gái. Một trai một gái. Đây là bé gái, bé trai. Bên trai, trai à? Bé trai à? Cái tóc dài như vậy anh lại nhìn là tưởng con gái này. Nhìn xinh như thế đây. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, gia đình, hoàn cảnh gia đình của em Nô với lại cô Trở. Cô Trở là mẹ đúng không? Đấy, cô Trở cũng như là các em nhỏ ở đây thì cũng rất là hoàn cảnh. Đấy, cô Trở thì là một mình nuôi 5 em nhỏ, còn chồng thì là mất lâu chưa em? Mất cách đây 8 năm. Đấy thì khi em Ngọc Minh chia sẻ lên ấy, thì ngôi nhà chỉ có bộ khung thôi mọi người ạ. Đấy, phía sau là xếp đá hay phía trước nhỉ? Hôm em gửi ảnh cho anh ấy. À, phía sau anh trong đấy. Ừ, đây phía này ấy. Là xếp đá đúng không? Có xếp đá nhưng mà không phải là xếp trong cái nhà đâu mà trên này xếp đá để trồng ngô ấy. Ừ, xếp đá là cái nương, như ngôi nhà là chỉ có bộ khung không có vách. Ờ. Đúng không? Đúng rồi.
Đấy, nên là nhìn rất rất là hoàn cảnh. Mà khi em Ngọc Minh đã liên hệ với lại Cực Bắc TV ấy, thì là ngày hôm đó thì là ở trên dự báo thời tiết thông báo là trong 1 2 ngày tới thì là sẽ có băng giá. Đó thì là khi đó thì Cực Bắc TV còn cầm một số tiền mà của anh Thiên Lộc, chị Tiên Phước. Nó còn số tiền rất là ít thôi, thì để kịp thời giúp đỡ gia đình ấy thì là Cực Bắc TV cũng gửi đến em Ngọc Minh, và em Ngọc Minh đã mua bạt về để quây chắn gió kịp thời trong cái thời điểm mà băng giá nó kéo đến. Thì hình như là hôm em làm xong ấy, làm quây bạt xong thì là hôm sau là băng tuyết đúng không? Vâng, đúng rồi anh ạ. Ở đây nhiều băng không? Ở chỗ này là ở nói chung là chỗ này thì cũng có ý ở trên vùng cao núi rồi cũng có nhiều anh ạ. Trên đỉnh đúng không? Và Trên trên đỉnh đỉnh núi. Đó, nhiệt độ khi đó nó xuống khoảng âm 2 độ. Đấy chỗ thì đó thì rất là lạnh mà hôm hôm đấy hai hai ba tháng chưa. kịp thời là quây bạt cũng gọi Vâng. là để chắn gió thôi, nhưng Đấy. bạt thì nó không cản được lạnh đâu, Vâng. nhưng mà nó cản được những cơn gió lạnh. Cứ Bắc TV hôm nay vào thăm gia đình nhà cô Trở cũng như là em Nô đây thì cũng rất bất ngờ và được nhận được tin từ em Ngọc Minh. Đó là thông qua em Ngọc Minh thì là cô Anna Châu là hỗ trợ là gạch này và xi để xây làm nên làm bức vách đây. Hỗ trợ là mua gành là mua si để mà lem gành cho nhà của anh Nông ở chỗ thì con anh cháu cũng bảo là sai lại để Muốn mà xây cao lại đúng không? sai lại để mà vào một cái cao nhà bé ấy. Thì anh Nông là không đủ ý bảo là cái nhà này đã to nên là không cần phải phá lại đi nữa và thì mới lem gành như này. Bởi vì là cái nguồn kinh phí ấy, nó cũng hạn chế. Và Đấy, mà để kịp thời cho gia đình nó có cuộc sống nó ổn định ấy. Thì cô Anna Châu nó giúp là làm vách đúng không? Vâng. Đấy thì hôm nay anh vào đây nhá, anh thay mặt cho gia đình của bạn Phước. Đấy, bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh nói tiếng Kinh thì chắc Nô không hiểu đâu đúng không? Vâng. Đấy thì anh cứ nói xong là Ngọc Minh phiên dịch qua Nô cho anh. Đấy, thay mặt cho gia đình bạn Phước ở thành phố Hồ Chí Minh thì là bạn Phước có gửi số tiền là 1 triệu mẹ bạn ấy. Đấy thì anh mua bánh kẹo này, mua muối mắm này và mua gạo thì là hết 500.000. Đấy 500 nghìn. Ừ, thế là còn lại số tiền thì là đây là 500.000 thì anh đưa cho Nô hay đưa cho cô Trở? Đưa cho mẹ của anh Đưa cho cô Trở nhá. ờ. Đấy. Này đưa cho cô nhá, 500.000 nhá. Bác hả chị? Cái kia thì mua ấy tủ đi tủ nào đấy mua thì như là thau rồi xài số xài hết rồi mà là mấy trò tao này mà nếu như xu thế mỗi này tao này tao mà chú chính quyền thì mỗi lần này à. Anh tu có cháu nhìn sao có cháu là ba bé cho này tu cho nhiều À, qua đây thì mẹ của anh Nô thì cũng đã nói tiếng dân tộc gửi là lúc tớ đó là cô anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình của anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đó, thì mẹ của anh Nô thì cũng không có biết nói tiếng tiếng Việt đâu các bạn. Đó, thì cũng có nói tiếng dân tộc gửi lời rồi. rồi. Vậy bảo cô là đấy, gạo thì trong này có đây này, bánh kẹo thì là cho mấy bé đâu Cho người nhà. đấy, Một cân. cũng không bé lắm rồi mà cũng lớn Rồi rồi. rồi. Đấy, Này. bánh kẹo Bánh kẹo của đây, còn đây là đây này, dầu ăn này, mì chính với lại bột canh đấy, thì cứ cất đi dùng đấy, nô cất đi Này. Mất rồi. đấy. Còn đây là gạo này, gạo thì là nhà mình có cái xô hay cái gì để gạo không? Hồi trước là em có mua cái xô đổ kia nhưng mà như là mọi người ăn ăn thế thì mình thấy xô kia là đủ không hết đâu. Xô bé quá Vâng. à? À, thế nhà mình để gạo vào bằng cái gì? Để vào cái gì? Bọn nó thì hình như là mua và chúng tải về thì để luôn chúng tải xong để cửa một chỗ như này xong ăn thì báo ra. Mày nói cái xô để gạo thì bây giờ đang để ở đâu? Cái xô này thôi, cái xô là đổ này thôi. Đây để đây à? Vâng. À, đây đang để nước đây. Thì nó lại không không có gạo thì nó lại muốn nó đi để nước Mén à? để mẹ Nhà còn gạo không? Hết gạo rồi. thế rồi
Hết gạo rồi gì? Ngô cũng đang hết rồi anh ạ. Ngô cũng hết rồi. Vâng. Bảo cô cái tiền này cô cất đi để mua gạo nhé. Đấy. Thế thì mất trẻ cho chú nó non rồi nhá. Ừ, cất đi mua gạo ăn nhé. Ngô hết, gạo hết thì còn tải gạo này chả biết ăn được bao nhiêu ngày thôi, cứ tạm thời giúp cô vậy đó. Đấy, chia sẻ xong là mọi người ai giúp được cái gì cho gia đình thì rồi anh sẽ gửi qua cho Ngọc Minh. Bởi vì là từ bên Đồng Văn qua đây ấy, nó cũng tương đối là xa. Cũng là xa. Ừ, nên là anh thì lại đang có một số cái công việc. Đấy, từ trước Tết đến giờ là anh còn chưa giải quyết được hết nên là có thể là anh sẽ chuyển qua cho em nhé. Ừ. Đấy, còn cái nhà của gia đình nhà Nô thì hôm nay vào đây thì cũng thấy có vách rồi. Đấy, nhờ sự giúp đỡ của cô Anna Châu thông qua kênh YouTube của em Ngọc Minh và nhận được sự giúp đỡ của cô Anna Châu thì là giúp được gia đình nhà cô Trở em Nô có một cái vách gọi là đủ để chắn mưa chắn gió rồi. Có cửa chưa Nô? Có cửa nhà chưa? Chị Pao à? Đấy, em thấy không? Không đi học, không biết tiếng phổ thông nó thiệt thòi đấy. Thế mấy em gái này đi học không? Mua cờ tơ gì mua? Thế là nhà mình là mấy cả mấy người không ai đi học à? Cả 4 người là không đi học. 4 người, chỉ có mỗi một em đem bút à hay là như nào? Đây là tôi đã dùng dao thằng này á. Ở đây là cô kia là cô bé nhất. Bé nhất là Út, con Út là chỉ có mình con Út đi học. Thế là còn Nô, con cả với lại hai chị này với lại một bạn kia là không học. Không học thiệt thòi lắm. Đấy, may mà nhà còn có một em đi học, còn sau này về còn biết tiếng phổ thông. Đấy, cố gắng học cái tiếng phổ thông đi. Bây giờ đi ra ngoài thị trấn làm hay đi đâu làm cũng phải cần có tiếng phổ thông để mình giao tiếp. Thế nhà mình là nuôi nuôi lợn. Mấy con lợn đấy? Một con à? À đây. Thì có một con thôi. Thì trước là chuồng lợn đấy. Nghe cái cửa chính này như đúng cái phong tục của mọi người là cửa chính ở đây. Nghe cửa chính thì đúng là phải đi từ đường vào đấy, nhưng mà phía trước là cái chuồng chăn nuôi rồi đấy, nên là cái này sẽ không phải là cửa chính rồi. Con đâu rồi? Đâu em đưa con đi khám đi. Ừ. Đấy, anh nói em đưa con đi khám đi. Đấy, nhìn cái mắt cháu kìa đấy. No chi? Đây là vợ à? Đây là vợ à. Ôi giời ơi, cái tay này. Ôi giời, cho bánh ăn này, cái tay đen xì này. Bẩn rồi, vứt đi nào. Pomu. Lấy cái khác cho bé ăn đi. Nhìn cái này dính toàn đất này. Ui giời ơi. Vừa rồi thì từ Bắc TV với lại em Ngọc Minh vào trong nhà em Nô, cô Trở. Đấy, cô Trở một mình nuôi 5 anh em. Có cái hoàn cảnh đấy, có ngôi nhà nó rất là đặc biệt. Thì video ngày hôm nay của Bắc TV cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Cực Bắc TV.